cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin chào tất cả mọi người. Trước hết là có những cái thông tin gì thì kể chuyện cho nghe. Đức Giáo Hoàng thì đang thăm mấy cái đất nước ở Phi Châu, trong đó có Madagascar, Mauritius. Thì Đức Giáo Hoàng được cái là mặc dù là ngài ngoài 80 tuổi, nhưng mà Đức Giáo Hoàng, cái một cái quan niệm của Đức Thánh Cha Francisco có một điều này là giáo hội đi ra ngoại vi, có nghĩa là giáo hội cần đi ra ngoài, không có tù túng ở nơi chính bản thân mình. Chúng ta lưu ý có một cái chi tiết này là cái ngoại vi có nghĩa là không co vào về mình, không nói về mình nhiều, không bảo thủ, không giữ về mình, nhưng mà hướng đến anh chị em. Và chính vì thế mà trong cái cách nhìn của Đức Thánh Cha như vậy, ngài cứ lên đường, mặc dù sức khỏe của ngài thì đứng về cái phương diện không được dồi dào, 82 tuổi rồi, nhưng mà Đức Giáo Hoàng cũng cố gắng, nhất là ngài hay chọn những cái đất nước mà nghèo khó, chiến tranh hay đang gặp có những vấn đề thì Đức Giáo Hoàng đến thăm. Đó, chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng có một cái gương sáng như vậy đó. Còn có một cái chuyện thứ hai nữa liên hệ đến thông tin trong tuần này là tôi cũng thông báo để anh chị em cầu nguyện là Đức Hồng Y Roger Echegaray là một vị Hồng Y mới qua đời, và hôm nay đây này 9 giờ rưỡi là ở bên Pháp tại giáo phận Bayonne, là giáo phận quê hương của ngài. Ngài là một vị Hồng Y người Pháp. Ngài có một cái này là Giáo hội Việt Nam, Đức Cha Nguyễn Chí Linh là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, là Tổng Giám mục Huế, có viết một cái văn bản cho toàn thể dân Chúa trong giáo trong cả nước Việt Nam này, nói đến Đức Hồng Y Roger Echegaray là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam, đặc biệt là sau cái biến cố mà 1975, mà nói chính xác hơn là từ khi mà chính phủ Cộng sản đến Việt Nam từ 1954 ở miền Bắc và 1975 ở miền Nam, thì có thể nói là như vậy, gần như Cộng sản cắt cái quan hệ ngoại giao và không có liên lạc gì với Tòa Thánh, và gần như là khống chế cái hoạt động của giáo hội, không có muốn cho giáo hội Công giáo Việt Nam liên lạc với ai cả. Thì Đức Hồng Y Roger Echegaray mà chúng ta hôm nay là giáo hội, hôm nay là ở bên Pháp là an táng ngài đó. Ngài được gọi là một sứ giả hòa bình, một khuôn mặt lớn của Hội Thánh Công giáo toàn thế giới. Những điểm nóng ở chỗ nào mà gặp khó khăn thì là ngài được phái đi. Ngài được phái đi riêng ở Việt Nam á, năm 1989. Khi đó tôi đang là chủng sinh ở trong Đại chủ viện, tôi chịu chức năm 1992. Thì năm 1989 Đức Hồng Y Roger Echegaray đến Việt Nam. Đến Việt Nam khi đó đó thì Đức Hồng Y Roger Echegaray có hai cái điều mà có thể là gỡ ra cho giáo hội Việt Nam với thế giới, hai điều rất quan trọng. Một điều thứ nhất á, là 1954 á, khi Cộng sản tiếp quản miền Bắc á, thì là Cộng sản miền Bắc á, có biết Cộng sản 1954 miền Bắc không? Có nghe nói không? Các con có nghe nói không? Ai nghe nói 1954 miền Bắc là Cộng sản tiếp quản miền Bắc Việt Nam, giơ tay cha xem nào. Có học về lịch sử không? Có học về lịch sử bao giờ không? Có nghe nói sao không giơ tay? Giơ tay cho cha xem, chúng con có biết lịch sử Việt Nam là 1954 Cộng sản tiếp quản miền Bắc Việt Nam, giơ tay cha xem. Ai đã nghe rồi giơ tay cha xem. Chú tôi mấy cái đứa này nó chả biết. Thế các con đi học thì người ta dạy cái gì? Rồi còn cái thứ hai này, Cộng sản tiếp quản ở miền Nam 1975, ai nghe giơ tay cha xem. Không, chẳng nghe gì hết cả hả? Thế chúng con học sử Việt Nam thì học cái gì? Chúng con học cái gì vậy mà sao cha nói các con cứ ngơ ngặt hết cả như thế kia? Thế tự yên tự lành đất nước Việt Nam mình là Cộng sản, nó có từ khi mà lập quốc 4.000 năm đã có Cộng sản luôn à? Hả? Có phải vậy không? Chúa tôi sao mà chúng con ngơ ngác như vậy? Bây giờ thế này nghe đây, không có biết thì hôm nay học về sử Việt Nam nghe chưa? Thế thì có ra làm sao không? Cha dạy phục vụ với Kinh Thánh chứ cha có dạy sử Việt Nam đâu. Thôi bây giờ có nghe thì nhớ ghi âm ghi viết các thứ vào cho mọi người cùng nghe chưa con? Thế từ miền Bắc 1954 Cộng sản đến miền Nam 1975 coi như không có liên lạc gì cả. Năm 1989 khi đó cha này, người đang nói chuyện đây này, đang là chủng sinh trong Đại chủng viện Sài Gòn, thì ngài đến Việt Nam, ngài gỡ cho hai cái chuyện này. Chuyện thứ nhất là khi Cộng sản đến 1954
thì Cộng sản không thừa nhận giáo phận Cao Bằng Lạng Sơn. Ác thế chứ. Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Đức Cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ là giám mục giáo phận Lạng Sơn. Cộng sản không cho Ngài điều hành địa phận và Ngài cũng không bao giờ để chịu chức giám mục. Khổ vậy đó. Năm 1989 thì là mà chúng ta biết là có một cái chuyện này, Ngài không được quyền chịu chức giám mục. Giáo hội không, Cộng sản không nhìn nhận giáo phận đó. Hiện nay ở miền Bắc á, là có 11 địa phận. Địa phận em út nhất là địa phận Hà Tĩnh mới được hình thành. Có biết địa phận Hà Tĩnh không? Địa phận Hà Tĩnh được sinh ra từ địa phận nào? Địa phận nào? Hà Nội à? Ê, xong mẹ bố mấy quân này nó hiểu. Địa phận Hà Tĩnh sinh ra từ địa phận Vinh. Có nghe nói địa phận Vinh không? Rồi, đúng rồi. Địa phận Vinh sinh ra địa phận Hà Tĩnh. Chú lại địa phận Hà Tĩnh là sinh từ địa phận Hà Nội. Thì có ra làm sao? Rồi, thế bây giờ cha hỏi các con này, có biết địa phận Bà Rịa không? Có nghe nói không? Địa phận Bà Rịa sinh ra từ địa phận nào? Đúng rồi, may quá, nó đúng được cái này. Địa phận Bà Rịa sinh ra từ địa phận Bà Xuân Lộc, lại bà sinh ra từ địa phận Phan Thiết với địa phận Sài Gòn thì chợt lớt. Rồi, thôi may được, trúng được cái. Thôi, bây giờ nghe này. Thế là Đức Cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục năm 1960. Cộng sản không cho Ngài chịu chức giám mục. Nhờ cuộc chiến tranh biên giới miền Bắc, Trung Quốc đánh Việt Nam 1979, đánh ạt xuống Cao Bằng Lạng Sơn, Đức Cha cùng với mọi người phải chạy loạn. Ngài chạy về phía Bắc Ninh, và về Bắc Ninh, Đức Cha Phaolô Phạm Đình Tụng đang bây giờ làm giám mục Bắc Ninh truyền chức cho Ngài trong một cái phòng nguyện gọi là phòng U8, tức là cái phòng nhỏ của Ngài. Truyền chức chui vậy thôi. Nhờ 1979 chạy loạn Cộng sản mà Ngài mới được chịu chức. Chịu chức nhưng mà chịu chức nhà nước không thừa nhận. Cho đến năm 1989 đưa Hồng Y Roger Echegaray đến Việt Nam mới gỡ ra cái gút nó để cho nhà nước chấp nhận địa phận Lạng Sơn, Cao Bằng Lạng Sơn. Và nhờ đó mới phục hồi cái tư cách giám mục của Đức Cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ. Đấy, đấy là một trong cái rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là bắt đầu liên lạc với lại, cho phép Việt Nam liên lạc với nước ngoài và bắt đầu giáo hội mới có thể mở cửa ra. Và cha cũng nói nhờ công ơn của Đức Hồng Y Roger Echegaray, sau khi mà Ngài đến năm 1989 thì bắt đầu từ từ mới có liên lạc với nước ngoại quốc. Đây, người đang nói chuyện đây, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ đây này. Sau khi chịu chức linh mục xong thì Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình là Tổng Giám mục Sài Gòn, vì lúc bây giờ Ngài đang có uy tín, là vị giám mục đầu tiên của cả nước Việt Nam xin phép chính phủ Việt Nam cho các linh mục đi du học. Và cha là một trong bốn người đầu tiên được Thủ tướng khi lúc bây giờ là ông Võ Văn Kiệt ký giấy. Cha đi du học là phải ông Thủ tướng ký giấy, cha còn đang có cái tờ giấy trong tay. Thủ tướng Võ Văn Kiệt theo đơn xin của cụ Phạm Nguyễn Văn Bình chấp nhận cho bốn linh mục sau đây đi du học. Một là Du Xe Vũ Duy Thống, đó giờ Đức Cha Thống mà ngày Thiên Đàng đấy. Hai, Nguyễn Văn Hưởng là cha sở Chợ Đũi hiện nay. Ba, Trần Văn Hương là cha xứ ở chỗ hiện nay bây giờ là ở chỗ Bình Triệu á, cha xứ Bình Triệu đó. Hai ông Vũ Duy Thống làm giám mục nghe không? Ông Nguyễn Văn Hưởng làm giám đốc Đại Chủng Viện đó, làm giám đốc Chủng Viện rồi ông bây giờ ông thôi giờ ông mới làm cha xứ Chợ Đũi đó. Ông Trần Văn Hương cũng làm giám đốc Chủng Viện, bây giờ ông làm cha xứ Bình Triệu và ông đang ngồi đây, chưa bao giờ làm giám đốc cả. À, chỉ dạy học thôi, rồi làm cha xứ cùng hết tất cả mọi nơi, ba bốn xứ giờ đang ngồi đây. Là người đầu tiên, khi cha được giấy, các con biết lúc bây giờ Thủ tướng ký cho đi học, Thủ tướng ký chứ không phải là chuyện chơi đâu nha, phải Thủ tướng chấp nhận là cho đi học rồi về, mà nhờ Đức Hồng Y Roger Echegaray. Khi đó cha phải bị công an thành phố nó gọi ra đó, nó bảo thế này, công an thành phố gọi ra làm việc á, nó bảo cụ Bình cũng xin Thủ tướng ký cho anh đi du học, nhưng anh nhớ là cái đám gọi là cái đám chống cộng ở nước ngoài nó nhiều lắm, thành thử anh nhớ anh đi đàng hoàng tử tế, anh đừng có về trở thành chống cộng trước khi đi phủ đầu vậy đó, phủ đầu vậy đó. Thầy kệ nó muốn nói gì nói cái đời nó chứ, việc nó nói nó nói thôi, còn mình ăn nền nó bụng như mình chứ, hay không? Thế rồi đi cha cứ thế đi đi học thì đi sang Pháp, đi học sang Pháp mà bốn người sang bên đó, bốn anh em đầu tiên đó. Từ đó trở đi bốn người này đầu tiên bắt đầu các địa phận khác
bắt đầu mới từ từ mới gửi đi dần dần các địa phận mới gửi đi, rồi các dòng tu mới từ từ mới mở ra. Và phải nói là Đức Hồng công lao rất lớn của Đức Hồng Iroje Echegaray đó. Đó. À, ngài những chỗ nào nóng từ bên Iraq Saddam Hussein rồi cho đến những cái ông nào Fidel Castro, những cái điểm nóng là ngài có mặt hết. Do đó hôm nay chúng ta cầu nguyện cho Đức Hồng Iroje Echegaray, ngài thọ 96 tuổi. Chúa ban cho ngài được cho sức khỏe toàn vậy, 96 tuổi. Người đang ngồi đây cũng ước ao ít là bằng tuổi ngài, không thì phải hơn một tí thì mới được, để cho con phục vụ hội thánh, bỏ công giáo hội cho con đi ăn học đấy. Cầu nguyện hợp một lòng một ý nhé. Thầy không xin các trò điều gì cả, cầu nguyện cho thầy sống lâu thôi chứ không có gì hết. Đấy. Thầy chỉ xin sống lâu thôi, thầy xin sống lâu để phục vụ giáo hội cho bỏ cái công giáo hội đào tạo. Các đồng ý không? Đồng ý cho một chàng pháo tay đi. Rồi. Đồng ý cho thầy sống lâu. Rồi. Ở hai cái thông tin. Hôm nay chúng ta học khinh thánh, chúng ta bắt đầu ôn lại bài nhá. Rồi chúng ta thầy nói lại là chúng ta lưu ý thế này. Một trong chúng ta phải đi từ cái tiền đề là thế này, là chúng ta hay nói khi chúng ta lãnh bí tích thánh tẩy là chúng ta trở thành người có đạo. Bây giờ chúng ta phải đi từ chỗ đó nghe không? Người ta cứ bảo là chúng ta thành người có đạo, người có đạo công giáo, được có đạo nọ đạo kia. Làm sao mà chúng ta là người có đạo? Là bởi vì chúng ta được rửa tội thì chúng ta mới là người có đạo. Đấy là cái tiền đề. Nhưng chúng ta phải rất để ý thế này. Khi chúng ta gọi là bí tích rửa tội thì đây là cách mà các thừa sai ngày xưa dịch là gọi rửa tội. Còn bây giờ nhiều người ta gọi là dịch bí tích thánh tẩy. Thì bí tích nào thì bí tích, nhưng mà gốc rễ đó, bí tích đó là bí tích Batizai tiếng Hy Lạp, mà Batizai là dìm mình xuống, là cái bí tích dìm chúng ta xuống, mà dìm chúng ta xuống nước để chúng ta là gì? Và chúng ta tham dự vào sự chết và sống lại của Đức Kitô. Đó là cái cơ bản đấy nha. Chứ không phải là vấn đề theo đạo. Rồi, chúng ta là gì nữa? Chúng ta được chết và sống lại với Kitô. Chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa và là thành phần của giáo hội. Do đó, xin tất cả mọi người nhớ khi dạy một người theo đạo thì chúng ta phải nói thế này, là khi chúng ta ở đây bước vào qua bí tích thánh tẩy thì cái ơn lớn nhất của chúng ta là ơn làm con Chúa. Ơn làm con Chúa, ơn lớn nhất làm con Chúa. Chứ không phải là cái vấn đề theo đạo vì để ăn ngay ở lành. Vì nếu chúng ta ăn ngay ở lành đó, không cần phải tôn giáo. Không cần phải tôn giáo. Bằng chứng là nhiều người không có đạo, họ vẫn ăn ngay ở lành. Vậy thì tôn giáo đối với những người đó đầm dư thừa. Vì họ không cần tôn giáo, họ vẫn ăn ngay ở lành. Thì đối với họ là dư thừa. Và đối với chúng ta làm cái việc cũng dư thừa. Bởi vì không cần tôn giáo mà chúng ta lại cần làm tôn giáo để mà ăn ngay ở lành thì quá là dư thừa. Vậy thì không phải là vấn đề theo đạo để ăn ngay ở lành, mà là chúng ta bước theo Đức Kitô và ơn trọng đại của chúng ta là ơn làm con Chúa. Ơn làm con Chúa. Mà làm sao mà ơn làm con Chúa được hiểu như thế? Đây là những người được Thiên Chúa yêu thương, trở thành dân riêng của Người. Làm con Chúa tức là thành dân riêng của Người. Vậy hôm nay chúng ta sẽ vào Kinh Thánh là dân riêng của Thiên Chúa. Dân riêng của Thiên Chúa. Các bạn rất thân mến, chúng ta hôm nay là những người tưởng là dân của Thiên Chúa, là con của Thiên Chúa, nhưng mà không tự dưng tự lành. Chúng ta đã có cái hình ảnh là được báo trước, có thể nói là như là một cái gì báo cho chúng ta cái hình ảnh chúng ta là dân của Thiên Chúa từ trước trong cựu ước. Trong cựu ước. Trong cựu ước như thế nào? Chúng ta lưu ý, trong cựu ước không hề có đạo Do Thái. Không hề có đạo Do Thái nghe không? Không hề. Đố các bạn tìm đến chỗ nào có chữ đạo Do Thái đó. Không hề có đạo Do Thái. Nhưng khởi đi đó là gì? Là một dân Chúa chọn. Khởi sự đi là một dân Chúa chọn thôi. Dân Chúa chọn là cái gì? Dân Do Thái thời xưa, khởi đầu nếu gọi là ông tổ của người Do Thái thì bắt đầu là từ Abraham. Ông tổ của người Do Thái là một Abraham. Vậy Abraham là ai? Abraham là một tộc trưởng. Cũng giống như chúng ta thấy ở trên Tây Nguyên của chúng ta có các bộ tộc thì có những ông tộc trưởng đứng đầu. Abraham là một tộc trưởng.
Thế thì Abraham là một tộc trưởng như vậy, thì ông ta tôn thờ một Chúa, mà Chúa đó như thế nào ông cũng chưa rõ. Ta nói cho dễ hiểu thế này, các con nhìn lên cha cắt nghĩa các con hiểu liền. Thời ấy giống như là cái thời gọi là thời cổ mà, thời cổ mà. Do đó bộ lạc nào có thần của bộ lạc đó, có bộ lạc thì thờ ông thần này, có bộ lạc thờ ông thần kia, tùy mỗi bộ lạc. Thế thì cái bộ lạc của Abraham làm sao? Cũng có cái ông thần. Mà ông thần nó như thế nào thì chỉ biết là ông thần thôi. Chỉ biết là ông thần thôi. Mà không có biết là mường tượng ra như thế nào. Và chúng ta nhớ ông thần ấy về sau chúng ta gọi là Thiên Chúa, là cả một tiến trình cho đến hôm nay, cả hàng bao nhiêu ngàn năm chúng ta mới từ từ mới rõ là mường tượng Thiên Chúa nó như thế nào. Còn đối với Abraham chỉ là một sự mơ hồ về một ông thần, không rõ, nhớ chưa? Abraham chỉ biết đây mình có một ông thần riêng biệt của tộc mình, của bộ tộc mình. Còn cái ông thần nó như thế nào thì là cả một sự tiếp tiến từ từ, ông thần đó là Thiên Chúa sẽ tỏ ra chúng ta dần dần từng bước. Có một điều đặc biệt là Abraham rất tin tưởng vào cái ông thần của mình, đến độ là ông thần của mình bảo bỏ quê hương xứ sở thì Abraham bỏ quê hương xứ sở mà đi, tin đến như vậy. Rồi Abraham đi đến một cái vùng đất mà gọi là cái vùng đất hứa đó thì được rồi. Nhưng bây giờ vùng đất hứa trù phú như thế này phải có con nối dòng. Chúa ban cho Isaac là đứa con nối dòng. Chúa lại bảo Abraham đem nó đi sát tế. Ông lại tuân phục đem đi sát tế. Biết cái câu chuyện mà Abraham đem đi con sát tế không? Ai biết giơ tay cho xem thế nào. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Trong cái chuyện này, ta chỉ nhấn mạnh một cái chi tiết này này. Mà Origen là một giáo phụ giải thích về cái chuyện mà Abraham đem con sát tế, nghe rất là đau lòng vô cùng. Ông ấy nói thế này nè, Abraham á, là vâng lời Chúa đem con đi sát tế. Cái thằng Isaac á, nó lớn rồi, nó vác củi, nó đi. Khi đi như vậy đó, nó vác củi thì sát tế thì sẽ phải đốt của lễ. Nó vác trên đường đi, nó hỏi bố ơi, củi có sẵn rồi mà sao không thấy chiên, mà bởi khi sát tế thì phải chiên hoặc cừu hoặc là cái con vật nào đó. Bố, củi con vác đây này, sao mà không thấy bố vác lôi cái con chiên thì con đi thì lấy cái gì mà dâng cho Chúa, dâng cho ông thần. Origen giải thích cái này, khi nghe câu đó thì về phương diện là một phụ tử, là một người cha, Abraham rất đau khổ vô cùng. Ông không nói ra, rất đau khổ vô cùng. Bởi vì chính mình sắp giết nó là của lễ, vì nó hỏi cái của lễ, chính nó là của lễ. Thì cái câu nói đó làm cho Abraham đau vô cùng, đau đớn như thể mình đang có thể tự mình đâm mình chết. Vì cái đứa con thừa tự mà bây giờ nó hỏi cái câu đó, mà trong lòng mình biết là mình sẽ giết nó để sát tế dâng Chúa, thì câu đó nó nỗi nóng nòng đến như thế nào. Đến khi đến nơi, Abraham trói đứa con đặt lên, giơ cái dao lên, thì quả thực lúc bây giờ là có thể nói là gần như cho đến cực điểm của một sự vâng phục mà đau trong lòng lắm. Có nói cái sự vâng phục của Abraham là một vâng phục có tuyệt đối đến độ mà có thể nói ông ta dám gần như là giết cái đứa con này, giết chính mình luôn, chấp nhận luôn, coi là tuyệt chủng luôn đó. Chúa thấy lòng Abraham vậy, ngươi không được đụng đến thằng nhỏ, không được đụng đến thằng nhỏ. Rồi Chúa chấp nhận. Rồi sau đó chỉ con cừu nó bị mắc lừa, mắc kẹt ở trong kia, sát tế nó. Qua cái câu chuyện đó thì Abraham chỉ biết tin thôi, nhưng mà vẫn không biết như thế nào ông thần nó ra làm sao. Rồi dần dần dân tộc Do Thái, Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh ra tất cả là 12 đứa con, là tức là ta cứ nói cây gia phả đó, cho nó dễ hiểu. Ta vẽ trên bảng cho dễ hiểu. Cây gia phả, ông tổ của người Do Thái là Abraham. Ông tổ đó, ta lấy cái gốc tổ này là Abraham đây. Xong đến một cái là Jacob, Isaac.
Isaac, rồi đến là Jacob. Đây là hàng dọc, hàng dọc. Xong bắt đầu đến Jacob xong một cái thì chia ra thành 12 đứa con, 12 đứa con, 12 đứa con, ra 12 đứa con. Và 12 đứa con này được gọi là tổ tiên của người Do Thái, bắt đầu đi từ gốc tổ Abraham. Có một cái chi tiết này các con cố gắng nhớ nhau, cha nói thì không cố gắng mà nhớ, là Chúa Giêsu rất hay nói câu này: Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Có nghe câu này không? Mà không có nói Thiên Chúa của 12 tên như thế này. Có để ý không? Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, đây là một cái trục. Thì ba cái ông này, cái ông đầu tiên là Abraham, đến ông Isaac và Jacob này, gần như là trục. Bắt đầu từ đến đây nó mới chia ra. Thì các ông Jacob này, tại sao ông có 12 đứa con? Là bởi vì trong cái thời đó là thời đa thê, ông có nhiều vợ, thành thử những cái vợ này là những cái đứa con, và về sau nó trở thành là những cái trụ cột, hay là những cái người là ông tổ của các chi tộc nhỏ. Và đây chính là gốc rễ của dân Do Thái về sau ra. Thế thì khi ba cái ông này này gọi là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, thì cái từ ngữ này là cái từ ngữ để phân biệt như sau, phân biệt ba điều này. Ghi nhá, ba điều này, ba điều này, để phân biệt ba cái điều này. Điều thứ nhất đó là lúc bây giờ từ Abraham, Isaac và Jacob, ba cái người này, cái ông này sinh như cái bao đó, thì họ vẫn chưa có mường tượng được cái ông thần của mình nó ra làm sao, chưa mường tượng được ông thần ra sao. Thế thì họ ở như thế thì sao? Bắt đầu từ Abraham, đi từ Ur là quê hương, người ta gọi là quê hương cũ của Abraham, Ur là Iran, Iraq bây giờ đó. Bắt đầu đến Canaan là chính là cái đất mà hiện nay là của người Do Thái, là đất Palestine. À, thì khi đi như vậy đó, chúng ta lưu ý thế này, là bỏ cái quê hương của mình là Ur là Iraq, về đến Canaan là giống như Palestine. Thì không phải đất Canaan lúc bây giờ là vô chủ, đang có người ở đó, mặc dù đó là những bộ tộc. Các trò lưu ý, đất Sài Gòn của chúng ta hiện nay đang ngồi ở đây, chúng ta đang ngồi ở đây, lúc này đây ở An Nhơn này, thì là người Kinh, nhưng cách đây 300 năm thì đất chúng ta đang ở đây là của người Khmer, không phải là đất vô chủ. Đất nó có cả hàng triệu năm nay rồi, không người này ở thì người kia ở. Thế thì Abraham đến Canaan thì ở đó nó có những bộ tộc rồi. Thế thì đến đó, thế thì đi, ông thần của mình bảo đi. Thế là đến ngay chỗ này, gặp những người đang ở đó, nó lại có thần của nó. À, nó có thần của nó. Thế thì làm sao? Chúa nói không, dù các ngươi đến đất đó, người ta đang có cái thần đó, các ngươi hãy nhớ, ngoài ta không có Chúa nào khác, không có thần nào khác. Các con nhớ câu này không? Ngoài ta không có Chúa nào khác. Như vậy cái điểm mấu chốt đầu tiên, khi nói Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, nhằm mục đích phân biệt thần Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, không thể lẫn lộn được với các ông thần của các bộ lạc chung quanh. Đấy là cái điều đầu tiên, không thể lẫn được. Từ ngữ Abraham, Isaac và Jacob là một từ ngữ thuật ngữ, gọi là từ chuyên biệt, để cho phân biệt với lại các thần của các bộ tộc chung quanh. Đây là một từ gọi là danh từ kép, chỉ ông thần độc đáo này. Ông thần đó là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Ông thần nó như thế nào sẽ từ từ biết, nhưng mà phải biết đó là cái ông của ba cái người này, ông chúa của ba cái người này, phân biệt với ông chúa của cái đám mà mình đến, mà nó không phải là như thế. Thế Chúa mới nói các ngươi không được thờ thần nào khác ngoài ta. Nắm cái chỗ này chưa? Đây, tên này là một tên kép, lấy để phân biệt là cái ông thần của tổ tiên Abraham, Isaac và Jacob mà ông những người này thờ đó, phân biệt với những ông thần khác. Nắm chưa? Abraham, Isaac và Jacob là một tên riêng, phân biệt với những thần ngoại bang, với những cái ông nọ ông kia.
Ai hiểu điều cha nói, cha phải cắt đến đâu? Phải hiểu đến đấy nha, không hiểu là cha nói tiếp là nó lộn xàn lộn rộn. Ai hiểu điều cha nói, giơ tay cha xem nào. Mấy cái đứa tiền tập có con nữa nhớ, có hiểu không con? Giờ vậy cha hỏi mai mốt câu điều thứ nhất, Abraham, Isaac và Jacob là một gì? Là một tên riêng, là một tên riêng. Mà bây giờ chưa phân biệt được thì lấy cái tên của ông tổ gán vào cho nó dễ, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, cho nó dễ, dễ hiểu. Chẳng hạn bố của ông Thủ khác bố của ông Quyển, cho rõ ràng này. Cho rõ ràng như vậy đó. Của cái ông đấy, ông thần của cái ông đấy. Còn cái ông thần nó như thế nào? Chúng ta lưu ý, ông thần đó là Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, ba ngôi. Mãi đến khi Chúa Giêsu đến, chúng ta mới biết cái ông thần nó là ba ngôi, nghe không? Hiểu cha nói không? Mãi về sau này đó, nhờ Chúa Giêsu chúng ta mới biết cái ông thần là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, đó chính là Thiên Chúa ba ngôi. Mãi Chúa Giêsu chúng ta mới biết đó. Mấy nghìn năm sau từ từ mới biết đó, chứ không có tự yên tự lành mà biết vậy đâu nha. Tên hình Thiên Chúa, cha nói lại, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob là một thành ngữ để phân biệt cái ông thần của cái ông tổ của những người này khác việc với ông thần của những dân chung quanh. Nắm chắc được chưa? Nắm chắc chưa? Những người cao liên nhớ hiểu em nói không? Hiểu không? Hiểu nhá, không hiểu cũng kệ. hiểu kệ. Bây giờ người ta phải dạy hết, còn mọi người cũng phải hiểu chứ, khất nhạy không hiểu thì em nói làm sao được, thì em cứ đứng ơi yên si để em không dạy được nữa à. Rồi. Thứ hai, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob là một Thiên Chúa mà từ ngữ đó nhấn mạnh vào một Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Nhấn mạnh vào cái điều đó. Nó khác với lại các ông thần xung quanh là giống kiểu như là một cái ông thần là phục vụ cho con người. Đây là một chuyện đây này. Nhớ cái câu chuyện này là lúc bấy giờ á, Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa cứu con người. Đây cái câu chuyện này này, kể cái câu chuyện cứ từ từ mới rõ ra nha, mới từ từ mới rõ là cái ông thần nó ra làm sao. Lúc bấy giờ vua Acab có một cái bà vợ là Isabel. Cái bà nội này, bà ấy đến ở cái vùng đó, bà ấy thấy Chúa là ông vua là chồng của mình, Acab thờ lạy Chúa, là Chúa đó, là ông thần thờ lạy thì được rồi. Nhưng mà bà ấy đi ra, bà là vợ, bà ấy đi ra, bà thấy hàng xóm láng giềng thấy xong mấy cái đứa này nó cúng quả nhiều quá, bà rước mấy ông thần đó về nhà, bà làm, bà trầu, bà cầu. Thế thì ở trong nhà đâm cãi nhau ra hai bên, ông thần của ông vua Acab và cái bà này bà rước vào. Bây giờ không biết ông thần nào là ông thần thật, ông thần nào ông thần giả. Thế là bây giờ ông tiên tri Elia, ông thấy như vậy, ông bảo bây giờ như vậy để cho thấy ông thần nào thật là ông thần nào giả nhá. Bây giờ đấu, bên kia có 450 sư sãi, còn bên này em là ông thần này. Bây giờ chúng mình ra đấu, ông thần nào mà nhận lời thì ông thần ông thật. Gọi tất cả dân chúng vào, bây giờ đang cãi nhau, không biết thần nào là thật, thần nào là giả. Bên kia 400 quân, bên này có mỗi mình ông Elia. Ông bảo bây giờ ông thần ông sẽ nhận lời. Bây giờ mỗi bên chọn một con bò, bên kia chọn trước đi, chém trước đi. Rồi 450 người cầu xin ông thần của mình xuống. Nếu mà ông thần của mình cho lửa xuống đốt cái lễ vật này thì đó là thần thật, còn nếu mà không có thì thôi. Thế là mấy 450 người kia giết con bò, đặt lên trên, nhảy múa cho đến trưa chẳng ai im thiên thít, nhảy múa. Thế là chung quanh, thế ông bảo về này, hô tiếp đi, sợ ông thần ông đi ngủ quên, ông không nghe. Nhảy múa. Cái là ông thần ông đi vắng rồi, hô tiếp đi. Mãi suốt cứ làm tùm lum hết cả, cho đến chiều chả thấy ông thần nói gì, ăn im đi thít. Thôi, rồi, để yên đấy, đến sang tôi đây, ông thần này. Biết Elia nói sao? Lạy Chúa, xin hãy tỏ ra cho mọi người thấy Chúa là Thiên Chúa thật. Nhớ câu từ từ nói nha. Lạy Chúa, xin hãy tỏ ra cho mọi người thấy Chúa là Thiên Chúa thật. Và khi con dâng hy lễ này, giết con bò này, thì xin Chúa hãy sai lửa xuống để thiêu cái lụa, cái của lễ này, để chứng minh rằng Chúa là Thiên Chúa thật.
Thế bây giờ ông còn trêu ngươi thế này nữa, ông Elia ông còn trêu ngươi thế này. Kia thì xếp củi lên, đặt con bò lên, ông bảo bây giờ đào hào. Các con có biết hào là cái gì không? Là cái mương nước nhé. Hào là cái mương nước, có nghe đào hào bao giờ không? Đào chưa bao giờ? Có đi đào bao giờ chưa không biết? Mẹ bố mấy quân này nó gật đầu theo ý cho vui thầy. Hào là cái mương nước, ông đặt củi lên, đào mương nước chung quanh hết, mương nước. Dội nước lên, Giê-xu củi mà dội nước lên thì làm sao nó cháy. Dội lên, dội lên, dội, dội nước hết lên củi. Rồi, chưa, cho nước chảy chung quanh cái mương, chung quanh cái đám đống củi nữa. Cứ dội lên, dội cho ngập mà cái măng nước. Thế thì đốt làm sao cháy, nước như vậy làm sao cháy. Bây giờ đây, ông trêu ngươi vậy đây. Bây giờ bắt đầu, xin Chúa hãy tỏ ra lửa trên trời xuống, thiêu đốt, hút hết sạch, không còn tí nước nào. Toàn bộ lấy vật, toàn bộ con bự, con bò bị thiêu hết. Ông bảo thấy rõ chưa? Thấy rõ Chúa chưa? Tóm hết 400 đứa kia, giết sạch nó cho nó trắng mắt ra. Giê-xu này Chúa, ông ác ghê, ông ác. Giết hết. Đấy, đó là đi gieo vãi điều sai, giết hết. Nhưng cái thời đó thì ông cũng hơi ác thật, ông hơi ác thật. Bây giờ giết sạch, giết hết 410 người. Thế bà vợ Isabel bảo, à cái thằng Elia nó láo nhỉ, nó bắn giết các tư sãi của tao à, bắt nó, giết nó luôn đi. Thế là ông trốn, ông Elia ông trốn mà tôi chết rồi. Mình giết 450 bà này, bà bắt đầu rượt theo, bà giết mình. Thế là ông trốn đi đâu? Trốn một mình, đi 40 ngày, đến núi Horeb của Thiên Chúa, mệt quá. Ông bảo, lạy Chúa, Chúa tỏ ra là Chúa thật, nhưng bây giờ ai cũng biết rồi đó, ai nhìn nhận là Chúa thật rồi đó. Nhưng mà bây giờ mạng sống con nó lấy mất, tôi còn mệt quá, thôi con nằm đây chết luôn. Thế nào ông nằm, ông nằm cũng tưởng thoi thóp chết. Chúa tự dưng Chúa cho cái cây, cho nhóm giờ kinh phục vụ nó gọi là cây kim tước, còn có một số người là cây dâu lên, mọc lên. Rồi ông cho con quạ, Chúa cho con quạ đem nước đem bánh chúng ăn, ông nằm nệt thôi, ăn đi. Rồi dậy xong đây để ăn tiếp, đi tiếp, đến đi tiếp, cho đến núi Chúa. Ông lúc bây giờ ông ấy ông mệt quá, ông đi tiếp một lúc, đến cái lúc mà ông đến trên núi, thế thì ông mới bắt đầu gió to, ông chạy vào trong nấp trong hang, bão bùng lên. Có thằng Chúa không? Chúa không trong bão, Chúa không trong động đất. Tự dưng gió hiu, gió hiu, Chúa ở trong gió hiu, Chúa bảo vậy ngươi được rồi, ngươi đã làm cái điều này tốt lành, và tôi thầy Chúa đã cứu ngươi để cho thấy rằng là Chúa tỏ mình ra là Thiên Chúa thật. Kể cái câu chuyện đó để chứng minh điều sau đây là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob là Thiên Chúa thật. Nhớ chưa? Nhớ Thiên Chúa thật. Không có giống như những thần chung quanh. Và khi đó, khi Chúa Giê-xu nói là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa thật, mà Thiên Chúa cứu độ và Thiên Chúa duy nhất. Không có ngoài ngày là không có ai cả. Không có ngoài ngày không ai cả. Vì thế nếu mà chúng ta cứ đi loạn quạng bên này, loạn quạng bên kia, là chúng ta sẽ đánh mất đi cái ý nghĩa của đời chúng ta. Đó là điểm thứ hai nhầm. Điểm thứ ba, Abraham, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, Chúa Giê-xu hay nói cái điều đó cho thấy tính thống nhất từ đầu cho đến chúng ta hôm nay. Chúng ta nhớ ghi cái câu đó nha, là tính thống nhất. Một Thiên Chúa duy nhất từ thời Abraham, dù rằng là chưa rõ Thiên Chúa nó như thế nào, cho đến hôm nay Chúa Giê-xu nhắc lại cái tên đó để cho thấy là không có sự khác biệt. Chỉ có một điều là chúng ta phải biết từ từ khám phá ra dung mạo của Thiên Chúa từ từ, nên không có sự phân biệt của Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Thiên Chúa của chúng ta hôm nay. Nắm cái vấn đề chưa? Hay nói khác, tại sao Chúa Giê-xu hay nhắc lại? Vì cho thấy một sự duy nhất. Dù rằng là hồi xưa Abraham chưa hiểu, thì cho đến hôm nay chúng ta sẽ hiểu Thiên Chúa của Abraham rõ hơn. Vẫn là một, không khác gì, vẫn là một. Lấy ví dụ cho dễ hiểu. Đây các trò nhòm lên thầy đây này, nói dễ hiểu. Thầy là cha xứ An Nhơn. Hồi thầy mới về xứ An Nhơn, chân ướt chân ráo, giáo xứ An Nhơn chưa biết thầy rõ. Hôm nay 3 năm thì người ta sẽ biết thầy hơn cách đây 3 năm. Rồi đồng ý không? Ai biết thấy hôm nay cha xứ An Nhơn sẽ hiểu cha xứ An Nhơn
rõ hơn cách đây 3 năm giơ tay xem là người ăn nhân không? Chứ không phải là ăn nhân, đừng có giơ tay. Đó, họ buông tay xuống. Khi mới về thì nghe thế này thế kia, và có thể là nghe điều tốt và có thể nghe điều xấu. Nhưng sau 3 năm thì tôi có thể biết rõ hơn rồi. Nắm chưa? Nắm chưa? Nắm chưa? Rõ chưa? Và bây giờ biết như vậy, nhưng mà thầy ở đây cho đến ngày nào thầy đi thì sẽ mỗi ngày sẽ rõ hơn tí nữa. Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ chưa? Y như vậy. Và thầy vẫn là thầy. Thiên Chúa của Abraham và Isaac, ngay lúc bây giờ Abraham, Isaac và Jacob chưa rõ, thì chính ông thần đó đến hôm nay chúng ta rõ hơn. Nắm chưa? Nắm chưa? Đó, rõ hơn, rõ hơn, rõ hơn và hiểu nhiều hơn. Thế thì chúng ta phải hiểu ở cái chỗ đó thì chúng ta mới thấy có một sự thống nhất từ trên xuống dưới, từ đầu xuống cuối. Thế thì làm sao? Khi Thiên Chúa thương là ông thần của Abraham, Isaac và Jacob, rồi từ nơi đó bắt đầu phát sinh ra đến Jacob 12 người con. 12 người con đó bắt đầu, chúng ta có nhớ cái câu chuyện của Giuse bị bán trong Ai Cập không? Đó, thì đây là một trong những người con của Jacob. Rồi nhiều nữa, 11 người con nữa, bắt đầu từ những người con đó nó tạo thành một cái dân gọi là dân riêng của Chúa, gọi là dân riêng của Chúa. Thế thì dân riêng của Chúa này, hiện nay người ta đối với dân riêng của Chúa, họ cảm nghiệm được, họ có ba cái đặc tính này, và chúng ta cũng phải có ba đặc tính nha. Dân riêng của Chúa phát sinh từ ba. Bây giờ thầy nói lại cho rõ ràng này, cái ông thần á, Abraham, Isaac và Jacob, là ông Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, bây giờ chính là Thiên Chúa của chúng ta, có một sự thống nhất từ trên xuống dưới. Nắm chưa? Từ nãy giờ nói là Thiên Chúa Abraham, Isaac, bây giờ bắt đầu khi Thiên Chúa như vậy chọn sang dân riêng, thì dân riêng nó có ba cái đặc tính này. Dân riêng nó có ba cái đặc tính này. Dân riêng nó có ba đặc tính này. Dân riêng chính là con cháu của 12 người là ông Jacob đó, thì nó có ba đặc tính này. Đối với người Do Thái, ta gọi là người Do Thái, nhưng mà người Do Thái là cái tên chung, nó là con cháu của 12 đứa con ông Jacob. Thì cái đặc tính đầu tiên hết, người Do Thái cho đến hôm nay vẫn luôn luôn họ vinh dự điều đó, là họ là dân được Chúa chọn riêng, dân Chúa chọn riêng giữa muôn dân tộc. Họ là dân riêng. Họ từ dùng từ là dân riêng đó, cái chữ chân riêng đó. Tại sao vậy? Họ cũng là như một dân tộc, nhưng mà Chúa chọn riêng. Chúa chọn riêng. Tại sao Chúa chọn riêng? Họ vẫn không bao giờ họ trả lời được cái câu trả lời này. Và họ chỉ biết rằng Chúa thương và Chúa chọn riêng. Bây giờ các trò dòm lên thầy đây, thầy dạy cái gì các trò phải nắm vững, xong ra lớp là các trò hiểu thì thầy mới vui. Còn nếu mà thầy cứ nói, mà cứ nghe thầy cứ nói không mà không có hiểu là thầy buồn lắm. Bây giờ nói thế này cho dễ hiểu. Ở nước Việt Nam của chúng ta có bao nhiêu dân tộc? Nói cho thầy nghe xem. 50 mấy? 54 dân tộc. Chúng ta đang ngồi ở trong nhà thờ này, có ai là dân tộc Hờ Mông không? Hờ Mông, Hờ Mông á. Có dân tộc, có người nào là dân tộc Ede không? Có dân tộc Bana không? Vậy chúng ta đang ngồi đây có phải là dân tộc Kinh không? Ai là dân tộc Kinh cho tay thầy xem. Giơ thẳng hàng tay lên con. Mà mấy cái đứa ở bên nhà tập không có người nào mà dân tộc thiểu số à con? Có đứa nào không? Có dân tộc mà dân tộc gì nói cho nghe xem. Cờ Ho có không? Ai cờ ho cho tay cha xem. Đấy, đây này con, có hai đứa cờ ho này. Tại cha chúng ta không nói cờ ho nè. Ở trong này cũng có mấy dân tộc á. Là người Việt Nam. Các con nhớ phân biệt nhau. Quốc tịch Việt Nam nhưng lại dân tộc Kinh. Phân biệt hai cái khác nhau nhau. Nhớ nhau. Có quốc tịch. Vì thế thằng Mỹ đã đến đây, nó là cái dân tộc Slav hay là dân tộc gì, nhưng là có quốc tịch Việt Nam. Phân biệt hai cái khác nhau. Chúng ta có quốc tịch Việt Nam nhưng dân tộc là khác. Thì người Do Thái họ nghĩ như vậy. Họ là một dân trong nhiều dân, nhưng là dân riêng Chúa chọn. Nhớ nhầm, cái chữ dân riêng đó, dân riêng đó, dân riêng là Chúa chọn. Họ là một dân riêng Chúa chọn. Và vì là dân riêng Chúa chọn nên nó kéo theo cái hệ quả thứ hai. Hệ quả thứ hai là gì? Là dân riêng Chúa chọn nên Chúa ưu tiên dân riêng này. Nên Chúa ưu tiên dân riêng này. Ưu tiên bằng cách gì? Chúa chăm sóc, lo lắng, giữ gìn cho dân tộc này. Vì là dân riêng của Chúa, giống như là thuộc về của tôi, nên tôi lo lắng, chăm sóc cho nó.
Ta dùng từ thế này cho dễ hiểu. Bây giờ một người, một bé mồ côi, bây giờ được chọn làm con riêng, được làm chọn con nuôi của mình, tự yên tự lành. Hỏi cái thằng bé, con bé đó, nó ở trong nhà mồ côi, một người nào đến tự dưng nhận nó, nó có xung phong được, nó xung phong làm con người này không? Xung phong người ta cũng chả nhận, người ta nhận là được. Mà khi đã nhận thì sao? Là phải chăm sóc, giữ gìn và lo lắng từ đầu cho đến cuối. Thế thì cái hiệu quả thứ hai của dân riêng là họ là dân riêng nên Chúa sẽ chăm sóc và lo lắng cho họ, gìn giữ họ, không bao giờ họ bị bỏ rơi. Cha nói cái này nha, là có nói mà bằng cái kinh nghiệm của cha đó. Khi cha đi sang bên Israel học, đi du học năm 93, thì năm 96 cha sang Israel một tháng, cùng với các sinh viên của đại học đi học, đi thực tập, đi học ở đó một tháng. Thì sang bên đó đó, thì có đi đến một số các cái là cộng đoàn. Thì sang đó các cha của đại học á, phải đi với các sinh viên nước ngoài mà. Cha không đi, cha không có đi tour đâu nha. Cha đến Israel là cha không có đi tour. Cha đến Israel là cha đi học, và học ở trong đại học. Vì là học đại học là mình phải đến đó để mình nghiên cứu, chứ không có đi tour. Đi tour bây giờ, đi tour Israel là mấy chục triệu, đi cứ lang thang, đi xem. Để cái người ta thuyết mình cái gì biết cái đó. Còn cha là đi học. Thì đến á, thì gặp mấy cái người Israel á, dĩ nhiên là mình không nói tiếng Do Thái được như người ta, nhưng mà khi tiếp xúc với lại giáo sư, và giáo sư cắt nghĩa lại đó, thì họ nói thế này nè, là dân Israel á, tức là bây giờ họ nói là người nào của họ là Israel nha. Chúng ta phân biệt có như Israel và Palestine hai cái. Cha sẽ cắt nghĩa, có nghe nói Israel là Palestine không? Ở đây hiện nay xem đọc báo có thấy người ta, trên báo chí người ta nói là Palestine cứ ném đá dân Israel, thì Israel với Palestine cứ đánh nhau ục. Có thấy cái vụ đó không? Có hiểu thế nào mà Palestine với Israel đánh nhau không? Có hiểu không? Không hiểu, để cha sẽ cắt nghĩa cái này cho rõ ràng. Nhưng bây giờ nói này, Israel là người Do Thái, Palestine là người Ả Rập. Thế bây giờ coi như vậy, là đến đó, thì người Israel nói thế này: chúng tôi là dân riêng của Thiên Chúa. Vì chúng tôi là dân riêng của Thiên Chúa nên Chúa chọn chúng tôi. Lịch sử của dân chúng tôi, lịch sử của dân Chúa chọn, là một lịch sử tồn tại cho đến tận thế. Mặc dầu rằng chúng tôi bị biết bao nhiêu kẻ thù và bị lưu đày vô cùng khổ, chúng tôi hiện nay phục quốc, tức là tái lập quốc gia Israel năm 1948 sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Chúng tôi hiện nay đang sống trên cái đất này, và chung quanh chúng tôi toàn là kẻ thù hết, Ả Rập. Mà hiện nay cũng còn đọc báo á, hiện giờ phút này 2019-2020 này, thì Iran đó luôn luôn coi Israel là kẻ thù và muốn xóa sổ Israel trên bản đồ thế giới. Nhưng người Do Thái, người Israel nói: chúng tôi không bao giờ bị mất trên bản đồ thế giới. Từ khi năm 70 sau Công nguyên, sau đó năm 135 là đế quốc Roma đến bình địa đất nước Do Thái, tổ tiên chúng tôi tán loạn trên khắp thế giới từ năm 135 cho đến năm 1948, gần 2000 năm. Người Do Thái chúng tôi tản mạn khắp bốn phương trời trên thế giới này, nhưng chưa bao giờ mất gốc. Và tất cả những người Do Thái trên thế giới này, và có thể nói họ 2000 năm nhầm, họ bây giờ họ là quốc tịch Nga, quốc tịch Ba Lan, quốc tịch Mỹ, quốc tịch Pháp, nhưng mà họ vẫn là dân, họ bảo là người Do Thái. Thì chúng tôi suốt 2000 năm chưa bao giờ bị đồng hóa, ở trong lẫn lộn không bao giờ bị đồng hóa, mà chúng tôi chưa bao giờ bị mất. Và những người hiện nay bây giờ nằm cầm trịch trên thế giới đều là gốc Do Thái cả. Các con có điều tin điều tra đang nói là thật không? Đều là gốc Do Thái cả. Albert Einstein đưa ra thuyết tương đối là người Do Thái. Một nhà bác học thế giới là người Do Thái. Bây giờ về đất nước, bây giờ nó về phục quốc từ 1948 đến nay. Bây giờ Iran cứ đòi nuốt chừng nó, đâu có dám. Đất nước của Do Thái hiện nay chiều dài về mặt địa lý từ bắc cho đến nam
chỉ có 400 cây số bằng từ Sài Gòn ra đến Nha Trang là hết. Có thế thôi, có thế thôi. Đất nước Thái bé tí tí à, đất nước Việt Nam mình chắc phải to gấp 10 lần. Chiều ngang á, chắc khoảng 30-40 cây số. Đi đất nước Do Thái, đi từ Bắc chí Nam, đi bằng xe á, chắc 3 ngày là hết tiệt đất nước Do Thái. Bé vậy đó, bé lắm, nó không có lớn đâu, gọi Do Thái bé đó. Mà thằng Iran á, Iran á, to á, gấp đất nước Việt Nam của chúng ta là 354.000 km2. Có biết không nào? Có biết diện tích đất Việt Nam không? Cái gì cũng chả biết. Chào các con ở đất nước Việt Nam mà giống như người Mỹ vậy không? Người chả biết lịch sử, chả biết địa lý Việt Nam. Diện tích Việt Nam là bao nhiêu? Thôi nói về cho rõ, hơn 350.000 km2. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Iran gần 1 triệu km2. Gấp 3 lần hơn của mình. Mà trong khi đó mình gấp 10 lần Do Thái, thì nghĩa là nếu mà Iran nó ạt người sang cái là thôi, đất nước Do Thái là chết ngay lập tức rồi. Không ai dám đụng vào đến nước Do Thái. Không ai dám đụng vào đến nước Do Thái. Đây là một bằng chứng này. Năm 1967, một mình Do Thái, nó còn bé hơn bây giờ nữa, đánh một phát cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Có biết cuộc chiến tranh 6 ngày 1967, một mình Do Thái đánh 7 nước, 6 nước chung quanh. Đánh một phát 6 nước chung quanh, đánh Jordan, đánh Ai Cập, đánh Liban, đánh Syria, đánh một phát mở rộng biên giới luôn. Cuộc chiến tranh có 6 ngày, 6 ngày đánh một lúc 6 quốc gia. Đánh một lúc 6 quốc gia mở rộng biên giới luôn. Nếu nó không có lực lượng thì sao mà làm vậy? Thấy khay ghê gớm chưa? Ghê gớm chưa? Người Do Thái họ cũng mạnh lắm. Chúng tôi thăng chìm bao nhiêu nghìn năm nhưng Chúa luôn luôn giữ gìn chúng tôi. Không bao giờ chúng tôi bị mất. Thấy chưa? Họ xác tín như vậy, họ xác tín như vậy. Mà có một điều rất lạ là ta nói cái chủng tộc Do Thái mấy nghìn năm trên thế giới không hề mất gốc, không hề mất gốc, không hề mất gốc. Chữ nghĩa và các cái thứ của họ, văn hóa của họ vẫn giữ nguyên. Người Việt Nam mình 1975 thì sang bên nước ngoài giờ chả biết nói tiếng Việt gì nữa cả. Con sinh ở bên Mỹ chả biết nói tiếng Việt nữa. Rồi giờ cũng chả muốn về Việt Nam nữa. Thế thôi thôi thôi. Mình chỉ cứ tôi nghĩ vậy đó. Mình chỉ nói 100 năm thôi chứ không phải nói 1.000 năm, 100 năm thôi. Hết cái thế hệ mà trước rồi, thôi chắc là hết tiệt thôi. Ở nước ngoài chẳng còn biết được Việt Nam là gì, tiếng Việt Nam chịu thôi, cũng chả biết gì nữa. Đấy, mình thấy ghê gớm chưa? Mà mình cứ vỗ ngực 4.000 năm văn hiến, quân Việt Nam mình 4.000 năm văn hiến, còn kia ta chỉ có mấy. Thôi, ta nói của lại này là dân riêng, và vì là dân riêng nên Chúa che chở, giữ gìn và bảo vệ, thuộc về Chúa là gì? Nhưng với điều kiện, với một điều kiện là các ngươi không có được phép tôn thờ bất cứ ai ngoài một mình Chúa. Nguyên như vậy, nếu Chúa che chở giữ gìn thì điều kiện ngược lại là chỉ có một mình Chúa là Thiên Chúa của mình thôi, không có được đi sang các thứ gọi là đi tin cái này hay tin cái kia, ta gọi là bói toán hay là tin các thần chung quanh. Đó là điểm thứ hai anh em. Thứ nhất là dân riêng, thứ hai là Thiên Chúa che chở giữ gìn và như thế thuộc về dân của Ngài, Chúa cho lo. Thứ ba, chỉ từ nơi dân này thì Thiên Chúa mới cứu độ con người, nhân loại, chỉ từ nơi đây. Và vì thế, chỉ từ dân riêng của Thiên Chúa mới xuất hiện đấng cứu thế. Không có dân nào khác. Thiên Chúa chọn một dân riêng để làm gì? Để ban đấng cứu thế qua cái dân riêng đó. Đấng cứu thế sẽ không được ban ngoài dân riêng. Nói cách khác, cái tiền đề là cái dân riêng trở thành là cái gì? Là cái nơi mà đấng cứu thế xuất hiện. Và người Do Thái giờ phút này đây, dù không tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế, họ vẫn trông đợi đấng cứu thế mới lạ chứ. Các con nhớ nhầm, ba cái mấu chốt đó là dân riêng, được Chúa gìn giữ, che chở, và từ nơi dân riêng này thì mới xuất hiện đấng cứu thế. Còn nếu không có dân riêng này sẽ không bao giờ có đấng cứu thế. Lạ vậy đó, họ nghĩ như vậy. Mà cái đó là giáo hội cũng thấy điều đó là đúng. Đức Giêsu Kitô thuộc về dân Do Thái, là dân riêng của Chúa. Chỉ có điều là chúng ta nhìn nhận Ngài chính là đấng cứu thế rồi, mà người Do Thái thì không nhìn nhận thôi. Chỉ có điều vấn đề là
Như vậy thì hôm nay chúng ta học một cái điều này, chúng ta theo đạo không phải là vấn đề ăn ngay ở lành, mà là chúng ta thuộc về dân riêng của Thiên Chúa. Dân riêng của Thiên Chúa, nhớ nhau. Mà dân riêng của Thiên Chúa thì có hai yếu tố mà đi trước, là chúng ta không tự nhiên mà chúng ta trở thành dân riêng nếu Thiên Chúa không chọn. Do đó, trước đầu tiên hết, chúng ta là dân riêng của Chúa. Là bây giờ giáo hội gọi là chúng ta là dân mới của Thiên Chúa. Người Do Thái là dân riêng, nhưng mà dân Chúa xưa, còn chúng ta là dân mới. Chúng ta đang giờ ngũ này đang ngồi đây là dân mới. Qua ơn bí tích thánh tẩy, chúng ta là dân mới của Thiên Chúa. Mà là dân mới của Thiên Chúa thì trước hết khởi sự đi từ sáng kiến của Thiên Chúa, chứ không phải do công trạng của chúng ta. Các trò lưu ý đây này, thầy nói cái điều này đó, thì chúng ta phải chú ý về cái phương diện này. Có nhiều người bảo, theo đạo là quyền tự do của con mà cha, con có quyền tự do. Đúng, con có quyền tự do. Con theo đạo là quyền tự do, con chọn lựa là quyền tự do của con. Như vậy thì làm sao mà nói là Chúa chọn được? Cha nói gì vậy? Mà nếu con chọn, con theo đạo thì con chọn, con không theo thì con bỏ. Tại sao mà cha lại bảo Chúa chọn? Cha nói gì vậy? À, các bạn đánh đồng hết tất cả rồi. Các bạn đừng có nghĩ, dù các bạn nghĩ rằng là các bạn có quyền tự do chọn cái tôn giáo này, đó là về cái phương diện con người. Nhưng từ thâm sâu bên trong, các bạn rất thân mến, các bạn chọn cái tôn giáo đó, các bạn bảo quyền tự do của các bạn, bạn chọn tôn giáo này, các bạn có nhiều mục đích. Chính cái mục đích đó nó sẽ dẫn đến cái quyền tự do của bạn. Cha nói lại nha, tự do nghĩa là gì? Tự do nghĩa là tôi có quyền chọn lựa điều tôi muốn. Trước hết chúng ta nói như vậy đã. Thế thì khi tôi có quyền tôi chọn nó muốn đó, thì có thể tôi chọn cái đạo này là bởi vì nó là cái điều kiện để tôi có vợ. Tôi theo cái đạo để tôi được vợ. Tôi theo đạo để tôi được chồng. Khi ấy trong cái mục đích của anh chọn tôn giáo đó là gì? Là một món hàng. Nếu như vậy, anh méo mó rồi. Theo đạo không phải là một món hàng trao đổi, lấy cái này để mất cái kia. Đúng nghĩa nhất, chúng tôi muốn nói một người theo đạo chân thật, các con nhớ ghi cái đó nha, một người theo đạo chân thật luôn luôn khởi đi từ Chúa mời gọi, chứ không phải là bởi tự do của anh. Khi anh chọn cái tự do thì anh đặt tôn giáo trên cái bàn cân của anh là một cái tính toán, thì đó không phải là đạo thật. Anh đã biến tôn giáo trở thành một món hàng để anh mặc cả. Cái tự do của anh và anh biến cái điều này thành một món hàng để anh được cái món hàng đó. Và không được, khi anh không được, anh đưa cái điều kiện này ra món hàng mà không được, thì anh loại trừ cái món hàng đó. Em được vợ, em thôi Chúa và thôi nhà thờ. Vì khi lúc bấy giờ em coi tôn giáo quyền tự do của em là một sự chọn lựa của một tính toán. Các trò có hiểu thầy nói không? Ai hiểu giơ tay thầy xem nào. Không hiểu thầy phải nói lại nhau, phải hiểu nhau. Do đó cái quyền tự do của anh, khi đó anh đã biến tôn giáo, anh biến cái niềm tin trở thành một thứ mà cả. Và đó không phải là của tôi. Đó không phải là niềm tin của tôi. Niềm tin của tôi không phải là một mặc cả. Đó là cái nhìn của anh. Vậy nếu chúng ta theo đạo, ta gọi là theo đạo đây, theo Chúa, theo Chúa đích thực, thì luôn luôn khởi đi từ sáng kiến của Thiên Chúa. Nhớ nhau, nếu theo Chúa đích thực, nhớ ghi cái chữ đó, theo Chúa đích thực. Nếu theo Chúa đích thực, nhớ chữ đích thực, đích thực. Nếu theo Chúa đích thực thì luôn luôn là sáng kiến của Thiên Chúa. Chúng ta thuộc về dân Chúa chọn. Thế thì sáng kiến của Thiên Chúa thế nào? Chúa có sáng kiến nhiều kiểu. Đây, ví dụ đây, cái của này đó, cái tròn, cái của này đó, ban đầu á, nó lấy vợ, mà bây giờ á,
nó lấy vợ thì ban đầu thì nó thương vợ nó, bây giờ nó phải theo đạo để cho được vợ nó. Thế thì có thể cái đứa này á, nó theo đạo để nó được vợ nó, nhưng mà đến khi nó về rồi đó, nó về rồi đó, thì con vợ á, ban đầu thì nó nghĩ là đấy theo đạo để được vợ thôi, đến khi về á, nó thấy con vợ nhỉ, sao con vợ nó, ban đầu mình chỉ nghĩ theo đạo là một cái món quà, là cái món hàng trao đổi, nhưng bây giờ về thấy con vợ nó sống đạo nó lạ ghê á, đạo nó ngạ ghê á. Thế bắt đầu từ cái một cái mục đích rất trần tục, nó thấy vợ sống hay ghê, tìm hiểu rồi theo Chúa. Như vậy đó là khởi sự gì? Chúa dùng cái phương thế rất con người rồi dẫn đến mà gặp Chúa thật. Biết cái chuyện câu chuyện cha đang kể nó là ở đâu ra không? Mới hôm thứ sáu vừa rồi, hôm nay là thứ hai, cha mới rửa tội cho cái ông tên là ông Phương. Bác Khanh, thầy Khanh nói trước mặt mọi người về cái câu chuyện đó, và cha nói là cảm ơn bác Phương, tên ông là ông Phương. Bác Phương là một chứng nhân, khi theo vợ nhất định không theo vợ, xin chuẩn hôn phối khác đạo, nhất định. Ở với nhau xong, chính ngày hôm thứ sáu vừa rồi hỏi tôi này, thưa cha, nhờ vợ con mà con biết Chúa, và chính vợ con dẫn con đến học giáo lý. Hôm nay con theo Chúa, con ước ao vợ con là người đỡ đầu, có được không cha? Tốt quá chứ, tốt quá chứ. Vợ con sẽ đỡ đầu cho con, vợ con sẽ là người đỡ đầu cho con, để cho con theo Chúa. Anh chị em có biết cái câu chuyện bác Phương vừa rồi không? Ai theo mùa bác Phương vừa nói lớn ấy, giơ tay cho em nào. Con xin vợ con đỡ đầu cho con, vợ con làm gương sáng cho con, và con theo Chúa là nhờ vợ con đấy. Lạ chưa? Chúa dùng cái biến cố, có phải là Chúa chọn không? Bây giờ gặp Chúa, và vô vàn, vô số, nhiều, tất cả những người nào mà tìm kiếm Chúa chân thật thì luôn luôn khởi đi từ sáng kiến của Thiên Chúa, cách này hay cách khác để chúng ta gặp gỡ người. Nắm chưa? Như vậy, đó là bài khởi sự nhầm. Thứ hai, chúng ta là dân riêng của Thiên Chúa, thì cái điều mà không phải là theo đạo để ăn ngay ở lành, mà được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc, gìn giữ chúng ta. Không phải để được mối lợi, để nhằm một cái trục lích, trục lợi về cái của cải vật chất trần gian này, nhưng được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc chúng ta, để chúng ta sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa. Nhớ, hạnh phúc của chúng ta là sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Và nếu sống trong tình yêu của Thiên Chúa, là con của Thiên Chúa, chúng ta sẽ phải hệ quả nó là cái gì? Đây, các Chúa Giêsu nói, các con hãy nên chọn lành như Cha trên trời là đấng chọn lành. Như vậy thì bây giờ cái kết quả là gì? Vì là con của Thiên Chúa, được Chúa yêu thương, do đó chúng ta phải sống lương thiện, mà không chỉ là lương thiện, mà còn phải là như Cha chúng ta trên trời là đấng chọn lành. Như Cha chúng ta, kẻ không biết Thiên Chúa thì không thể như Cha được. Không biết Thiên Chúa thì không thể như Cha được. Phải như Cha chúng ta là đấng hoàn thiện đó. Như á. Và cái từ như là rất là quan trọng nha. Đây thầy các cho hài các cho. Chúa Giêsu nói, đây thầy trao cho các con một giới răn mới là cái gì? Các con hãy yêu mến nhau. Chúa Giêsu nói đến khúc đó thì ông Thánh Augustino suy nghĩ bảo, đây thầy trao cho các con một giới răn mới là các con hãy yêu mến nhau. Đến chỗ đó thì xin lỗi Chúa, chúng mà nói đến chỗ đó mà chấm lửng giờ òm. Chúa khỏi trời chỉ điều răn mới, chúng em cũng yêu nhau à. Từ đạo thiên lập địa để yêu nhau, tự nhiên người ta yêu nhau. Nhưng mà cái mới nó ở chỗ nào? Thầy ban cho các con giới răn mới là các con hãy yêu mến nhau như thầy yêu các con. Như thầy, yêu như thầy á, chứ phải yêu như cái kiểu nào đâu. Yêu tào lao thiên địa, yêu lợi dụng, yêu nọ yêu kia tùm lum thì không phải đâu. Yêu như thầy yêu, và Chúa trở thành làm mẫu cho chúng ta yêu. Chúng ta yêu cứ như Chúa, thì đó là cái độc đáo của dân Chúa chọn. Cái độc đáo của chúng ta là phải như Thiên Chúa và như Chúa Giêsu. Cái đó, đó mới là cái gì mới để theo Chúa chứ. Còn không có cái mẫu
theo đạo mà ăn ngay ở lành xoàng xoàng, chả cần theo xoàng. Như vì theo Chúa nên như Cha trên trời, vì theo Chúa như Đức Giêsu Kitô, đó mới là cái hạnh phúc. Như cái như chứ không như tào lao nha, như người nọ như người kia, như thiên binh thánh tướng. Thôi rồi nó kéo xuống hỏa ngục luôn. Còn như Chúa thì lên thiên đàng, như thiên binh thánh tướng thôi, hỏng nhớ nhỏng rồi. Và nếu chúng ta được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc để sống như Thiên Chúa, thì các ngươi không có Chúa nào khác ngoài ta. Chúng ta chỉ có một mình Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Mà hôm nay nhờ Chúa Giêsu, chúng ta Thiên Chúa duy nhất đó là gì? Là gồm có Cha, Con và Thánh Thần. Nhớ nhau, nhớ nhau. Và đây là cái điểm khác biệt cơ bản giữa chúng ta người Công giáo và người Do Thái. Vậy Thầy hỏi các con, là các trò, hỏi giữa người Do Thái và chúng ta là dân Chúa chọn, cũng là dân mới, có phải giống nhau là Chúa chọn một cách sáng kiến về Thiên Chúa không? Người Do Thái có nghĩ vậy không? Nghĩ vậy. Chúng ta có nghĩ vậy không? Nghĩ vậy. Người Do Thái có được Chúa yêu thương không? Yêu thương. Chúng ta có được Chúa yêu thương không? Có yêu thương. Người Do Thái có nhất định là chỉ tôn thờ một Thiên Chúa không? Có giống, có Thiên. Nhưng mà Thiên Chúa là gì? Không biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, không biết Chúa Thánh Thần. Còn chúng ta, Thiên Chúa ấy, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob ấy chính là Cha, Con và Thánh Thần. Học bài hôm nay đến đây nhớ chưa? Rõ ràng chưa? Cha dạy đến đây các con cái tò tò tí nào chưa? Trước đây Abraham, Isaac và Jacob thì nghe, bây giờ